Hạnh đi. Số 7 Quang Thị Hạnh, số 10 Ngô Thị Duyên, số 12 Mao Thị Hà, số 20 Cà Thị Phóng, số 25 Vy Thị Hoài Yên. Và cầu thủ số 27 là Ngô Thị Linh. Trong khi đó, trong trang phục áo đỏ, quần đỏ, các cầu thủ FC Tuần Giáo sẽ gồm các cầu thủ chính phía sau, số 1 Ngô Thị Quý, số 10 Thanh Thanh, số 22 Ngô Ngân, số 9 Quang Yên, số 10 Ngô Thị Duyên và cầu thủ số 2 Ngô Hiền. Hai đội đang chụp những ảnh kỷ niệm trước biển quảng cáo giải đá lớn, một đội rất đẹp các bạn. Nó do cái ván đấy anh ạ, nó không cần ra. Cắm đây mà anh. Xuống 2. Vâng vâng. Alo, alo, alo. Pha đá phạt góc rất nguy hiểm. Bóng đang cuộn về khung thành của cầu thủ FC Tuần Giáo. Tạch dừng lên, tạch dừng lên. Điểm tạch dừng lên bóng. Bóng sống em ơi. Tập trung, tập trung. Rồi rồi. Một pha đá phạt nên. Có được đâu, chưa được. Có nghe gì không? Biên, biên, biên. Bố ơi, bố ơi. Em ơi, bên kia kìa. Có này lùi về đến rồi. Đấy, em cũng như bạn. Đá lên dưa thôi. Nó để lên đá tiếp theo đấy. Nó lên. Đá lên tao rồi. Sẽ có pha đá biên cho các thủ cao là xúc phạm. Bóng sông em ơi. Chưa có em ạ. Bỏ đây, bỏ đây. 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 Sao cái của anh lùi được ạ? Hai lùi, hai hai lùi. Số hai hai lùi nữa. Áp luôn,
hội, đi bóng tốt. Pha cản phá rất kịp thời. Đi luôn. Chặt cây chân lên. Các thủ FC Tuần Giáo đang tổ chức tấn công hãm thành. Bóng đã đi hết đường biên dọc. Chặn đôi nhìn nào. Đập nhà khá khôn khéo. Cầu thủ số 4 đập ra cho cầu thủ ở giữa sân rồi. Cầu thủ FC Cao Đẳng Sư Phạm không ngần ngại quá đất. Trọng tài Vũ Hoàng xác định chiếc pha lẹp bóng lên dành cho thủ môn bên phía FC Cao Đẳng Sư Phạm. Vâng, tất cả các bạn hãy xem comment, nếu chưa có tiếng thì các bạn hãy comment để chúng tôi chỉnh tiếng. Sút! Bóng đang nằm gọn trong tay thủ môn bên phía Cao Đẳng Sư Phạm. Tốc độ trận đấu đang được đẩy lên rất cao. Bóng đã đi hết đường biên ngang và quyền đóng bên thuộc về phía thủ môn FC Cao Đẳng Sư Phạm. Bóng đang lộn xộn trước khung thành bên phía cầu thủ FC Cao Đẳng. Cơ hội. Pha đi bóng quyết tâm của cầu thủ mang áo số 22 là Lò Ngân. Em đã mang về cho đội nhà một quả đá phạt góc bên phía cánh trái theo hướng tấn công của thủ FC Tuần Giáo. Quả được quý tỷ lượng khán giả xem rất đông các bạn ạ. Trận đấu thực sự là rất hay. Cầu thủ FC Tuần Giáo đang hãm thành rất nhiều. Nhưng quan trọng là họ có thể chuyển hóa những cơ hội thành bàn thắng hay không. Bắt luôn. Ném hạt lên. Chỉ nha, em giống như nó hay rung một tí đấy. Bóng vẫn còn trong sân. Những pha thi đấu rất quyết liệt giữa đối thủ đôi bên. Một pha phá bóng của cầu thủ mang áo số 11 bên phía FC Cao Đẳng Sư Phạm. Rồi, các em lại không ghi tên ở đây rồi. Vâng. Giữ bóng tốt. Bóng đang lộn xộn trước khu vực giữa sân. Pha chuyền bóng cuối đầu của thủ môn áo số 20 là Ca Thị Phóng. Tập trung lại. Chuyền bóng tốt. Thủ môn áo số 22 Lò Ngân. Pha sút bóng từ rất xa lên, rất nguy hiểm. Tôi không hiểu vì sao trong tình huống vừa rồi thì thủ môn bên phía các thủ FC Cao Đẳng Sư Phạm này không dùng tay. Em lại dùng đôi để cản phá và tạm thoát tim cổ động viên của FC Cao Đẳng Sư Phạm. Các thủ Tuần Giáo thi đấu rất tốt các bạn ạ. Thi đấu trên chân các cầu thủ FC Cao Đẳng Sư Phạm, quan trọng là họ phải chuyển hóa tất cả các cơ hội thành bàn thắng. Một pha thi đấu không cảnh giác. Rất may là trung vệ mang áo số 10 bên phía cầu thủ Cao Đẳng Sư Phạm là Lô Thị Duyên đã cản phá kịp thời. Sút! Cầu thủ mang áo số 22 Lò Ngân, mặc dù thân hình nhỏ bé nhưng em lại rất chịu khó sút xa. Sút rất mạnh. Tốc độ trận đấu đang được đẩy lên rất cao. Tôi hy vọng là các em biết phân phối sức để có thể thi đấu trọn vẹn 50 phút trận đấu này. Quả đá pit thì hai huấn luyện viên của hai bên đang thúc giục các học trò, chỉ đạo các học trò cưng của mình. Pha chuyền bóng tốt của Lò Ngân. Ngay lập tức cầu thủ FC Sư Phạm đã vây đắt. Trọng tài Vũ Hoàng xác định chiếc pha đá biên dành cho các thủ FC Tuần Giáo. Số 4 Đường Duyệt. Rất khôn khéo cứ bóng sút. Pha chuyền bóng từ rất xa. Thủ môn bên phía các thủ Tuần Giáo đã chơi rất cảnh giác trong thời gian rồi. Xin đi. Số 1 đã bóng, đẩy ra giữa. Chuyền bóng tốt, cơ hội là đây, chuyền đi. Vào không. Bóng đi, trôi đi hơi mạnh, tiếc quá. Cơ hội, Lô Ngân. Vẫn là cầu thủ áo số 2, Lô Ngân. Rất khéo. Một pha đi bằng áo ngoài bằng chân phải và sút. Pha sút chân phải rất hay của thủ mang áo số 2, Lô Ngân. Một pha sút bóng rất nguy hiểm. Trọng tài Vũ Hoàng xác định là các cầu thủ tập trung vào, nghe coi nào. Đã xác định là các cầu thủ FC hoặc cả số bạn phản đối đâu. Bóng đã đi hết. Chậm đôi. Bóng đã đi hết đường biên dọc rồi. Số 2 của FC Tuần Giáo không? Tốc độ trận đấu đẩy lên rất cao. Đá tiếp. Vẫn là cầu thủ FC Tuần Giáo, chuyền bóng đi. Ngay lập tức thì đội trưởng mà áo số 27 là Lô Thị Thùy Linh em đã về cản phá trước khi các thủ FC Tuần Giáo thực hiện quả chuyền bóng. Như vậy là trọng tài Vũ Hoàng xác định chiếc không pha đá phạt trực tiếp dành cho thủ FC. Sút bóng nhanh. Lò Ngân đã chậm thôi, tách chủ động sút bóng nhanh, tuy nhiên bóng đã đi vọt xa.
Trận đấu đã trôi qua đến phút thứ 6 và tỷ số này vẫn là không đều. Cầu thủ Sơn Tuần Giáo hãm thành rất nhiều. Sút bóng tốt. Lần này thì không qua được cầu thủ mặc áo số 10, Ngô Thị Duyên. Đập luôn. Thấp tay em đẩy vào kia. Lò gần vào không? Sút. Không vào. Giữ bóng lại. Rồi Hiếng chuyền bóng về cho cầu thủ số 4. Các thủ EC Tuần Giáo rất tự tin vào trình độ của mình. Họ đàn bật nhỏ. Tôi phải căng mắt có thể theo dõi trận đấu này. Tốc độ diễn ra nhanh quá. Cú sút xoẹt xa cầu thủ áo số 2. Tiếc quá các bạn ơi. Cầu thủ áo số 2 Lò Hiền đã sút xoẹt rồi cột rồi các bạn ạ. Bóng đang nổ sút vào không? Sút không vào. Lò Ngân đã tung ra cú sút vô bổ. Rất may là một cầu thủ bên phía FC Cao Đẳng Sư Phạm đã kịp thời lấy tân mình cản phá. Tiếp tục là Tuần Giáo sút. Tiếp tục là cầu thủ 3 số 20 người Lào đã sút cho cầu thủ FC Cao Đẳng Sư Phạm một tình huống nguy hiểm. Pha phóng dứt khoát của đội trưởng bên phía Cao Đẳng Sư Phạm. Chuyền bóng tốt. Cầu thủ FC Tuần Giáo bàn bật rất hay các bạn ạ. Rất tự tin vào kỹ thuật của mình. Đang như pha đàn bóng nhỏ. Pha bóng dứt khoát của một cầu thủ bên phía FC Cao Đẳng Sư Phạm. Một trận đấu mới chỉ diễn ra chưa đến phút thứ 10 thôi, nhưng mà tôi thấy gương mặt của các em đã thấm đẫm mồ hôi rồi. Để có thể đảm bảo thi đấu trong tốc độ cao như này thì thể lực các em phải rất tốt. Cơ hội sút. Cầu thủ mặc áo số 2 Lò Hiền đã tung cú sút, tuy nhiên đã không qua được chân của một cầu thủ FC Cao Đẳng Sư Phạm. Tốc độ trận đấu thực sự là phải rất chú ý mới có thể theo dõi được trận đấu này. Bóng đã lộn xộn trước khung thành của FC Cao Đẳng Sư Phạm. Một mình cầu thủ mang áo số 7 Hoàng Ngọc Diệp ở trên rất khó khăn các bạn ạ. Cũng đúng thôi, khi tuyến tiền vệ của các thủ FC Tuần Giáo chơi rất cơ bắp. Họ di chuyển nhiều, vây rát, nhanh chóng cướp bóng. Vâng. Một mình Ngọc Diệp dân trên rất khó khăn. Pha phá bóng dứt khoát của một trung vệ bên phía Cao Đẳng Tuần Giáo. Pha thi đấu tốt, cầu thủ mang số 10 Lò Duyên. Pha thi đấu không khoan nhượng giữa cầu thủ mang số 9 bên phía Cao Đẳng FC Tuần Giáo và cầu thủ mang số 10 bên phía Cao Đẳng Sư Phạm. Pha đá vào biên hơi luôn. Sẽ có pha đá biên dành cho cầu thủ FC Cao Đẳng Sư Phạm. Đây đây, 20 đây, số 20 bỏ 1 đây. Đội trưởng mang áo Lò Ngân. Lò Ngân là cầu thủ đang thi đấu rất tích cực bên phía cầu thủ FC Tuần Giáo. Cơ hội Lò Hiền vẫn kịp. Rất may cầu thủ mang áo số 11 bên phía Cao Đẳng Sư Phạm là đây 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 đây, bỏ các em lại không ghi tên ở đây. Các em đã ngay lập tức giải về cho khung thành. Pha sút bóng giải quy của một trung vệ. Đôi. Bóng đã nằm gọn trong tay thủ môn bên phía FC Tuần Giáo rồi. Các cầu thủ Tuần Giáo đang chơi như kiểu là họ đang bị dẫn trước và thi đấu rất quyết tâm. Chắc có lẽ chắc chắn họ đang muốn khát khao ghi bàn. Rất khó khăn cho Ngọc Diệp khi một mình em phải đối chọi với 2-3 cầu thủ hậu vệ bên phía các cầu thủ FC Tuần Giáo. Các cầu thủ Tuần Giáo cần phải thi đấu chậm lại. Phoppy đang vừa đá vừa chỉ đạo đồng đội. Ngân xin, Ngân xin. Mà số 1 Lò Thị Quý đã chuyền cho số 4 rồi. Lò Hiền đi qua người rất hay các bạn ơi. Vẫn là Lò Hiền. Ngay lập tức cầu thủ FC Cao Đẳng Sư Phạm đã gây rát. Ngọc Diệp chuyền bóng đi. Không thể đến được với Phoppy. Bỏ ra ngoài, bỏ che người. Một pha vào phía sau rất nguy hiểm của cầu thủ Phoppy số sau. Trọng tài Vũ Hoàng có lẽ đã nhắc nhở cầu thủ này. Pha bóng rất sát với cầu thủ mang số 1 Lò Thị Quý. Trận đấu đang trôi đến phút thứ 11 và tỷ số này vẫn là không đều. Cầu thủ FC Tuần Giáo đã hãm thành rất nhiều. Lò Thị Quý. Ngân xin. Lò Ngân. Không qua được đội trưởng bên phía các thủ FC Tuần Giáo, cầu thủ mang áo số 27. Lò Thị Thùy Linh. Vâng. Một pha chuyền bóng theo bài. Chạy. Pha vào bóng rất nguy hiểm, cơ hội ở đây. Vào không? Ngay lập tức thì cầu thủ mang áo số 11 bên phía FC Cao Đẳng Sư Phạm đã kịp thời giải nguy cho đội nhà. Lò Thị Hiền, cơ hội. Wow! Một pha sút bóng ngắn bóng chìm. Lò Thị Hiền như tôi đã nói rồi.
Lo Ngân, các bạn ạ, Lo Ngân, tôi đã nói là cầu thủ chơi tích cực nhất từ đầu trận đến giờ bên phía FC Tuần Giáo. Chính em đã ghi bàn thắng mở điểm cho cầu thủ FC Tuần Giáo. Các cầu thủ FC Tuần Giáo đã dẫn trước và đây là một tỷ số xứng đáng với cục diện chiến trên sân. Thám thành rất nhiều cơ hội, rất nhiều. Họ thi đấu trên chân các cầu thủ FC Cao Đẳng Sư Phạm. Các cầu thủ Cao Đẳng Sư Phạm cần phải bình tĩnh tổ chức lối chơi của mình, không nên cuốn vào lối đá mang tính thần tốc của các cầu thủ FC Tuần Giáo. Trọng tài Vũ Hoàng đã phải nhắc nhở những cầu thủ FC Tuần Giáo. Rất khó khăn cho cầu thủ FC Cao Đẳng Sư Phạm. Và sút bóng từ quá xa của Pompi sẽ pha đá biên bên phía cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ FC Tuần Cao Đẳng Sư Phạm. Đội trưởng mặc áo số 27 Lò Thùy Linh không qua được chân một cầu thủ. Lấy bóng tốt. Đi lên. Rất bình tĩnh truyền cho Lò Ngân. Rất khôn khéo. Pha đập nhả 1-2 rất hay Lò Ngân. Rất cố gắng, Lò chỉ gần đã hết sức cố gắng cũng không thể cứu bóng trong tình huống vừa rồi. Pha đập nhả rất hay của Quang Hiến và Lò Thùy Ngân. Lò Ngân truyền rất khôn khéo. Bóng còn nằm gọn trong tay thủ môn bên phía các thủ FC Tuần Giáo rồi. Các em ở Tuần Giáo phải vượt 80 cây số để trở về trung tâm sân vận động Tapo để thi đấu giải này. Tôi rất hoan nghênh tinh thần thi đấu bóng đá của các em. Không quản ngại được xa thời gian công việc để về tham gia giải. Tôi vọng là trong tương lai có nhiều các bạn, ví dụ như các bạn ở Mường Nhé, Lập Bồ, các bạn có thể về tham dự giải để tôi hy vọng là tất cả các huyện đều có đội bóng nữ để tham dự giải bóng đá của nữ của tỉnh nhà. Tôi rất mong như thế. Trở lại trận đấu thì các thủ FC Tuần Giáo sẽ được hưởng quả đá biên. Bóng đang chạy trong biên. Lo Thiên. Chuyền bóng tốt, Lo Ngân. Rất khôn khéo Lo Ngân. Thân hình nhỏ bé tuy nhiên em chơi rất khôn khéo các bạn. Sẽ khoa đá phạt ở khu giữa sân dành cho các thủ FC Tuần Giáo. Trọng tài Vũ Hoàng yêu cầu cầu thủ FC Tuần Giáo thực hiện lại quả đá phạt. Rất dạt mà. Cơ hội Pompi tận dụng đi. Đi bóng tốt, sút không. Không thể nào sút được. Pompi không thể qua được 3-4 cầu thủ bên phía FC Tuần Giáo. Rất khó khăn cho các thủ FC Cao Đẳng Sư Phạm. Pompi đã mang về cho đội nhà một quả đá biên bên phía cánh phải. Pompi căng vào. Lần này thì là quả đá phạt góc rồi. Tiếp tục là cầu thủ Pompi. Pompi nhìn rất giống một cầu thủ Lam các bạn ạ. Nếu mà nhìn từ xa thì ai cũng nghĩ Pompi là cầu thủ Lam chứ không phải cầu thủ nữ các bạn ạ. Chậm thôi. Pompi cũng đang chơi rất cơ hội. Cầu thủ áo số 9 chuyền bóng tốt, Nô Thị Hiền sút. Rất hay các bạn ơi. Một cú sút rất hay của Nô Thị Hiền, chỉ tiếc rằng quả bóng không vào phía khung thành thôi. Nô Thị Hiền đã găm thẳng vào góc cao và góc xa, tuy nhiên bóng không chịu vào phía khung thành. Một chút nữa thôi thì Nô Thị Hiền đã ghi tên mình trên bảng tỷ số. Sẽ khóa đá biên dành cho các cầu thủ FC Cao Đẳng Sư Phạm. Cầu thủ mã số 11, các em không ghi tên vâng. Hà My. Số 11. Số 1 tên gì vậy? Dạ. Số 1. Cao Đẳng Sư Phạm. Em không. Ấy số 1 tên gì? Số 11 đấy. Nó không ghi tên đây. Số 1 kìa. Yêm Vi Thị Hoài Yêm. Đây số ghi số 25. Và như vậy là cầu thủ mã số 1 theo tôi nắm bắt thông tin là tên này. Vì Thị Hoài Yêm vâng. Các em đã ghi sai đâu. Pompi. Tốt rồi. Hoài Yêm. Bỏ ra ngoài. Một pha thi đấu rất khôn khéo của thủ môn bên phía các thủ FC Tuần Giáo. Đứng rộng ra đây. Quay vào đó. Số 4 Lương Duyệt. Lương Duyệt truyền cho số 9. Đó, rất cơ hội. Hoài Yêm có vào không? Đúng rồi thủ môn. Không vào cho cột. Như vậy là phải hai pha xử lý thì cầu thủ mang áo số 9 như vậy là cầu thủ mang áo số 2 các bạn, Lò Hiền phải hai nhiệt thì em mới có thể ghi bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 2-0. Một kết quả hoàn toàn xứng đáng cho cầu thủ FC Tuần Giáo. Họ chơi hoàn toàn lấn lướt cho với các thủ FC Cao Đẳng Sư Phạm. Có lẽ ban lãnh đạo các thủ FC Cao Đẳng Sư Phạm cần phải chấn tĩnh lại các em, cần phải giảm độ hưng phấn cũng như tốc độ thi đấu của các thủ FC Tuần Giáo. Bóng
bóng đã đập rào đi hết đường biên dọc, quyền đá biên thuộc về phía các thủ FC Cao Đẳng Sư Phạm. Như vậy trọng tài Vũ Hoàng xác định là sẽ phạt đá biên dành cho các thủ FC. Vâng, chính xác rồi. Phỏpi. Phỏpi thể hình rất cao to ở đôi chân của em, còn có một hình xăm rất đẹp các bạn ạ. Phỏpi. Cơ hội, rất tiếc không hiểu ý các bạn ơi, tiếc quá. Tiếc quá các bạn ạ, Phỏpi đã sút biên cắt mặt. Tuy nhiên là một cầu thủ mang áo số 10 Lò Duyên đã không hiểu ý các bạn ạ. Nếu Lò Duyên có thể chạm bóng người vào bóng thì cơ hội rất đến. Chuyền bóng tốt và đập cánh rất hay, Lô Thị Hiền. Rất tiếc pha chuyền hơi luôn, Phỏpi. Và cái bóng rất sát cầu thủ mang áo số 10 bên phía FC Tuần Giáo. Nhưng pha tranh chấp bóng không quan nhượng của đối bên. Rất hay, rất may Phỏpi đã cắt bóng rồi. Phỏpi đã sút từ quá xa, nhưng pha sút bóng như vừa rồi thì thực sự rất khó. Số 4 Đường Duyệt, chuyền bóng tốt. Qua luôn. Không qua Phỏpi, rất may các bạn ạ, Phỏpi. Phỏpi đá rất khỏe các bạn ơi. Chậm thôi, chậm thôi, chậm thôi. Mình đá chậm thôi. Phỏpi rất cố gắng các bạn. Chậm thôi, thở đi, Số 1 Nô Thị Quý. Nô ký đập nhả cầu thủ qua số 4 Đường Duyệt. Rất hay, một pha đập nhả tam giác, tuy nhiên Lò Hoàng Lò Ngân đã di chuyển hơi sớm. Đội trưởng bên phía FC Cao Đẳng Sư Phạm đá biên, bóng cột bóng thành. Một pha bắt bóng rất dũng cảm và khôn khéo của một thủ môn bên phía các thủ FC Toàn Giáo. Trọng tài Vũ Hoàng xác định sẽ có đá phạt. Tất cả những pha tranh chấp bóng với thủ môn trong cuộc dành cho thủ môn là đều những pha phạm lỗi rồi. Lò Thùy Linh. Các thủ FC Tuần Giáo là những cầu thủ mà có thể nhỉnh hơn các cầu thủ Cao Đẳng Sư Phạm một chút. Hà My. Pha đánh quát hơi thừa. Chuyền bóng tốt. Lo Ngân. Sẽ có pha đá biên dành cho các thủ FC Tuần Giáo. Trận đấu đang trôi đến phút thứ 19 và tỷ số này vẫn 2-0 nghiêng về phía các thủ FC Tuần Giáo. Theo điều lệnh của ban tổ chức thì mỗi trận đấu sẽ diễn ra trong vòng 25 phút. Các em thi đấu không khác gì bóng đá nam. Cơ hội. Rất may cho các thủ Cao Đẳng Sư Phạm khi Phỏpi đã kịp thời áp sát. Các em phải phân phối sức hợp lý để có thể thi đấu như các cầu thủ bóng đá nam. Mỗi trận là mỗi hiệp đấu là 25 phút. Tiếp tục là pha đá biên dành cho các thủ FC Tuần Giáo. Các thủ FC Tuần Giáo không hề muốn dừng lại, có lẽ họ rất muốn một trận đấu thắng đậm. Chúng ta chờ xem. Cầu thủ ba số 4. Bóng đang lộn xộn khu vực này. Chậm thôi, chậm thôi, nhìn nào. Lò Thị Quý. Chuyền bóng tốt. Lò Thị Linh. Rất hay. Chắc lên. Tiếc quá. Cùng hết, cùng hết. Và phá bóng rất dứt khoát và được nhận tràng pháo tay của thủ môn bên phía các thủ FC Tuần Giáo. Phỏpi. F1 ơi. Một Phỏpi thi đấu rất vất vả trận đấu này các bạn ạ. Chậm thôi, chậm thôi. Bóng đá chạm tay một cầu thủ bên phía Tuần Giáo. Và quyền đá phạt thuộc về phía các thủ FC Cao Đẳng Sư Phạm. Và khu vực tôi bình luận các huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên của FC Cao Đẳng Sư Phạm đã phải hò hét rất nhiều đồng đội mình và rất nhiều những tiếng đã vào mic và tôi rất khó bình luận. Vâng. Phỏpi sút và sút bóng không qua được rào. Sẽ qua đá biên dành cho các thủ FC Cao Đẳng Sư Phạm. Phỏpi. Phỏpi có lẽ là cầu thủ thi đấu nhiệt huyết nhất và nổi bật nhất bên phía Cao Đẳng Sư Phạm. Một pha đá biên không tốt của Phỏpi. Vâng, xin chào tất cả các bạn đang xem livestream. Chậm thôi em ơi, chào bạn thở đi. Vâng, chào bạn Đạo Lâm và kiểu gì cũng chẳng có em nọt vào mắt xanh, nọt tạo cái kia và chính xác rồi vâng. Tôi rất hy vọng như thế. Bên sân Đa đã có đội bóng thi đấu chuyên nghiệp của giải bóng đá nữ quốc gia tham gia từ năm 2016 và hy vọng là trong tương lai không xa thì nhiều nhà mạnh thường quân, nhiều nhà tài trợ vàng sẽ chung tay góp sức để cho bóng đá nữ tỉnh nhà của đội đi thi đấu các giải. Trước mắt thì chúng ta mơ đến những giải nhỏ thôi, ví dụ U13, U15 hay là U19 ở đặc có thể là ở các tỉnh bạn. Trước khi chúng ta mơ xa sẽ có một đội bóng tham dự giải vô địch bóng đá nữ quốc gia. Sút và sút bóng quá hay của Lò Ngân các bạn ơi. Đi bóng tốt, sút bóng tốt và sút bóng treo góc, chỉ tiếc rằng quả bóng không vào phía góc thành thôi. Lượng khán giả ngoài đường pitch quá đông các bạn ạ. Thực sự bóng đá nữ tỉnh nhà cần được sự quan tâm của không chỉ các bạn trực tiếp ở sân mà còn các bạn trên livestream. Các bạn hãy lan tỏa và truyền lửa để cho bóng đá tỉnh nhà ngày càng phát triển. Mỗi động của các bạn chia sẻ trên các trang cá nhân, trang nhóm đều góp phần giúp cho bóng đá
nữ tỉnh nhà phát triển. Sẽ phá đá biên dành cho các thủ FC Cát Đại Sư Phạm. Lò Thùy Linh. Một nữa kìa, một đằng sau nữa kìa. Lò Thùy Linh. Chéo bóng vào. Một pha đánh đầu tốt cản phá của hậu vệ bên phía các thủ FC Tuần Giáo. Cơ hội nào đây? Có tận dụng được không? Cầu thủ số 9 Hoàng Kiên chuyền bóng ngay luôn. Rất may là Cải Yêm đã ngay lập tức phỏng phi. Cải Yêm đã về kịp thời bóng đốt. Vẫn là phỏng phi. Tiếc quá, đáng nghĩa là phỏng phi nên nhẹ nhàng truyền cho đồng đội của mình thì hợp lý hơn. Đá phạt lên, đẩy bóng lên. Trọng tài Vũ Hoàng xác định sẽ có pha đá phạt. Vâng, lướt qua những dòng comment và bạn Trung Lam nói hay đấy, hấp dẫn. Không phân phối sức, không đá hết trận vào chính xác rồi. Lương Văn Công Toàn Giáo chấp hai trái. Vâng, đúng là đội bóng cửa trên. Toàn Giáo có lên. Vâng, bạn Văn Bảy Toàn Giáo đã hay. Vâng, rất nhiều các bạn fan của Toàn Giáo. Vâng, chúng ta còn phải hoan nghênh tinh thần thi đấu bóng đá của các cầu thủ nữ Toàn Giáo không quản ngại 80 cây số để trở về trung tâm sân bóng Tavo thi đấu rất hay. Lúc này thì các cầu thủ FC Tuần Giáo trên sân đá đã hay và trên livestream này có rất nhiều các fan. Vâng, đúng là đá đã hay mà lại còn lượng fan nhiều thì chắc chắn là các cầu thủ còn đá hay hơn nữa. Chéo bóng vào, đánh đầu vào không? Oh! Như vậy là cầu thủ mang áo số 10 vào phút thi đấu thứ 23. Số 10 Lô Thị Duyên đã rút ngắn tỷ số 1-2 cho các cầu thủ FC Cát Đại Sư Phạm. Chắc chắn qua bàn thắng thì các cầu thủ FC Cát Đại Sư Phạm sẽ thi đấu tinh thần cao hơn. Tôi hy vọng là trận đấu có nhiều bàn thắng và kịch tính hấp dẫn đến phút giây phút cuối cùng. Trận đấu rất hay các bạn ạ. Hy vọng là có bàn thắng thì các thủ FC Cát Đại Sư Phạm sẽ chơi hay hơn nữa. Chặn chặt lên. Lò Thị Quý. Lò Thị Quý đã có bóng. Rất tự tin kỹ thuật của mình, chuyền bóng tốt. Pha đập nhả quá hay của thủ FC Tuần Giáo. Số 4 đã có bóng. Lương Duyên. Pha bóng tốt. Bóng đang nằm gọn trong tay thủ môn bên phía FC Cát Tuần Giáo rồi. Số 4 Lương Duyên. Đi bóng tốt. Chuyền bóng tốt. Pha trong cánh. Lương Duyên. Lần này thì Phỏng Pi đã áp sát rất kịp thời. Như pha đọc bài rất hay của Phỏng Pi. Vẫn là Phỏng Pi. Rất cố gắng. Lo thì Ngân. Rất khéo léo. Ngân đã có cái kèo trái rất ngoan. Lo thì Ngân. Rất tự tin kỹ thuật của mình. Vẫn là Lo thì Duyên. Vâng, che chắn bóng như những cầu thủ Lam. Đứng dịch vào đây rồi phát toàn quay đấy, giúp em cái vật thì nó quay được. Pha phá bóng dứt khoát của Phạm Bi, khống chế tốt. Ngay lập tức thì Lộ Thị Quý đã sát rất kịp thời. Sẽ pha đá biên dành cho thủ FC Tuần Giáo. FC Tuần Giáo có 1 phút bù giờ. Trọng tài Vũ Hạ xác định là sẽ có 1 phút bù giờ cho những nỗ lực của hai đội. Lộ Thị Linh phá bóng dứt khoát. Lộ Thị Duyên. Một pha đẩy người tiểu xảo của Lò Thị Duyên và không qua mắt được trọng tài Vũ Hoàng. Sẽ pha đá phạt cho các thủ FC Tuần Giáo. Như vậy là hiệp 1 đã tạm thời khép lại. Các thủ FC Tuần Giáo đang dẫn trước với tỷ số 2-1. Chúng ta hãy nghỉ giải lao ít phút trước khi bước vào hiệp 2 trận đấu này. Chúng ta chờ xem các thủ FC Bờ Trà sẽ chiến đấu trong hiệp 2 như thế nào. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục trở lại hiệp 2 trận thi đấu đá trong khuôn khổ giải bóng đá nữ DBF mở rộng lần thứ nhất năm 2020 giữa các thủ FC Tuần Giáo và các thủ FC Cát Đảo Sư Phạm. Hiệp 1 khép lại tạm thời, các thủ FC Tuần Giáo đang dẫn trước với tỷ số 2-1. Hiệp 2 này thì các thủ FC Tuần Giáo trong trang phục áo đỏ, còn đỏ sẽ ở bên phía trái bên phía trái bên nhỏ các bạn. Trong khi đó các thủ FC Cao Đẳng Sư Phạm sẽ bảo vệ khung thành ở bên phía phải bên nhỏ các bạn. Ở ngay đầu hiệp 2 thì ban lãnh đạo các thủ FC Tuần Giáo có sự thay đổi người. Trong khi đó các thủ FC Cao Đẳng Sư Phạm vẫn giữ nguyên đội hình. Tốc độ trận đấu vẫn như hiệp 1 đồng đẩy cao rất cao lên.
số 9. Đằng sau kìa, số 1 đằng sau kìa. Quang Hiến. Pha phá bóng tốt của Lô Thị Linh. Lúc này thì Lô Thị Ngân đang băng băng đội trưởng của các tổ FC Tuần Giáo. Thi đấu rất năn xả và quyết tâm. Lô Thị Ngân cũng chính là cầu thủ mở điểm trong trận đấu này. Lô Thị Ngân đang có một mái tóc như một nam giới. Và sút bóng từ quá xa của Lô Thị Ngân, bóng đã đi không chính xác. Lúc này thì các huấn luyện viên và trợ lý huấn luyện viên của hai đội đang đứng sát được pit để chỉ đạo các học trò của mình. Lô Thị Linh. Lô Thị Ngân chơi bóng rất khôn khéo. Lô Thị Ngân chuyền bóng tốt. Quang Hiến đập nhả rất hay. Lô Thị Ngân rất khôn khéo các bạn ạ. Trực kèo trái rất hay. Số 5 khống chế một nỗi. Tiếp tục của tổ FC Tuần Giáo. Chuyền bóng tốt. Cơ hội là đây. Rất khéo leo cơ hội sút vào không? Không vào. Thủ môn bên phía FC, các tổ FC Cao Đẳng Sư Phạm đã dùng chân cản phá. Tiếp tục từ Lô Thị Quý. Chuyền bóng dọc biên. Tôi phải căng mắt có thể theo dõi được trận đấu này các bạn ạ. Từng tình huống một diễn ra quá nhanh các bạn ơi. Tôi còn không kịp trả lời comment nào một, các bạn hết sức thông cảm. Lô Thị Quý. Cơ hội các thủ các đội đẩy bóng đi. Quật bóng xuống không. Đi bóng tốt. Tiếc quá, Lô Thị Duyên đã định vận sườn một cầu thủ bên phía các Tuần Giáo nhưng không thành công. Chuyền bóng tốt. Rất may là cầu thủ bên phía Cao Đẳng Sư Phạm đã bắt bài rất tốt trong tình huống rồi. Số 4 Nương Duyệt. Pha bóng dứt khoát. Pha bóng dứt khoát của một thủ bên phía các thủ FC Cao Đẳng Sư Phạm. Cầu thủ mang áo số 5. Chậm thôi, một giây rời đây. Số 5 FC Tuần Giáo, Lương Thị Thảo, cầu thủ vệ mới vào sân tiền phải. Trọng tài Vũ Hoàng đã cho tạm dừng trận đấu để Lương Thị Thảo có thể buộc lại đôi dây giày của mình. Lương Thị Thảo còn vừa vào sân, thể hình rất lý tưởng. Lương Thị Thảo tiếp tục là Lương Thị Thảo xuất hiện quả đá biên. Lương Thị Thảo một pha đưa bóng bước một không tốt của thủ môn số 2. Lo Hiền. Lương Thị Thảo. Lương Thị Thảo vừa vào sân nên còn rất khỏe. Các thủ FC Tuần Giáo đang muốn tốc độ trận đấu đẩy lên thật cao. Chờ pha đá biên dành cho các thủ FC Cao Đẳng Sư Phạm. Vâng, lúc này tôi tranh thủ đứng quan dòng comment. Vâng, rất nhiều các bạn comment, rất cảm ơn tất cả các bạn. Và các bạn đặc biệt là giáo nữ thì rất mong sẽ có thật nhiều bạn kêu gọi các hot girl của tỉnh nhà khắp mọi miền của tỉnh. Từ các bạn Tuần Giáo như Trường Sinh, Trường Đông, Quài Lư, Quài Cang, Quài Tở. Vâng, hay là các bạn ở Phú Nhi, Phú Hồng. Vâng, rất nhiều các bạn, kể cả các bạn Tùa Chua. Hãy kêu gọi thật nhiều hot girl để cổ vũ cho giải bóng đá nữ chúng ta được hấp dẫn. Cơ hội, Nô Duyên. Ngay được, cơ hội Nô Duyên, cơ hội, vào không. Lô Thị Linh. Lô Thị Linh hơi chậm cho tình huống rồi. Các thủ FC Tuần Giáo ngay lập tức đã vây rát và giải nguy. Sút, rất hay, người sút cũng hay và người cản phá cũng hay. Một pha sút bóng chìm, bóng đi sệt rất khó chịu. Và thủ môn bên phía FC Tuần Giáo đã rất cảnh giác đổ người. Rất hay các bạn ơi. Chiếc bóng vào. Rất tiếc không có một chiếc bóng áo trắng nào có thể theo kịp tình huống vừa rồi. Chậm thôi. Cơ hội. Đi bóng. Phóng bi. Phopi người dày mình chè bắn rất khôn khéo. Cầu thủ Phopi thi đấu nổi bật nhất bên phía FC Cao Đẳng Sư Phạm. Lúc này em đang đá trung vệ phòng cho các thủ Cao Đẳng Sư Phạm. Pha bá biên không tốt của Phopi. Vâng, bạn Vũ Đức An bóng đá Điện Biên giờ phát triển gã có cả bóng đá nữ. Vâng, chính xác là bạn ơi. Vâng, bạn Mai Giang nói anh em Tuần Giáo bổ quả sẻ nào. Vâng, và rất hy vọng các bạn hãy bổ và sẻ thật nhiều. Đôi rất ổn FC Tuần Giáo xin cái đã hay ở chính xác rồi con. Vâng. Số 3 Đặng Thị Hoài ra sân. Vào sân. Rất nhiều các bạn vâng. Bạn bé Sơn nói người yêu cố lên, không biết người yêu bạn nào. Vâng, bé Sơn vợ ơi cố lên vâng. Chúng ta chào ra. Như vậy bên phía. Bóng đang lộn xộn vâng. Poppy. Cố. Rất dạt nhưng pha vào bóng rất dạt của cầu thủ mang áo số 12 bên phía Cao Đẳng Sư Phạm. Là Mào Thị Hà. Số 4 lui đây. Một ngày thi đấu thực sự đã rất vất vả cho thủ môn bên phía các thủ FC Cao Đẳng Sư Phạm. Các thủ Tuần Giáo khỏe quá các bạn ơi. Đi 80 cây nhưng các bạn khỏe quá. Tốt ơi, mạnh động đây. Cơ hội, Lô Thị Hiền. Chuyền bóng tốt, có vào không? Sút, không sút được. Không sút được, sút tiếp.
Nó Thị Ngân đã dùng keo phải không phải là chân thuận của mình, sút bóng không qua được một cầu thủ SC Tuần Giáo phạm. Trọng tài Vũ Hoàng đã xác định dừng trận đấu. Của trên sân có một cầu thủ SC Tuần Giáo bị thương, hy vọng là em có thể thi đấu được và thi đấu trong điều kiện cường độ cao, những pha vào bóng rất sát của đôi bên. Tôi chỉ mong các em có thể phân phối sức, không có em nào bị thương. Như vậy rất hay khi một cầu thủ. Thông báo cho bóng vào đi. Rất may là một cầu thủ bên phía FC Tuần Giáo đã có thể thi đấu tiếp. Trọng tài Vũ Hoàng sử dụng léo ném bóng trên sân. Chuyền bóng tốt. Không qua được Phong Pi. Phong Pi chơi rất hay các bạn ơi. Vẫn là Phong Pi. Giữ bóng tốt, chuyền bóng đi. Tiếc quá, Phong Pi chuyền bóng không đến chân được Lô Thị Linh. Lô Thị Linh định gẩy quả bóng lên trên nhưng bóng đã đi hết đường biên dọc rồi. Vâng, bạn Diệp Lâm nói FC Bạch Trà bao giờ đã thế ạ? Vâng. Vâng, mình xin trả lời bạn là FC Bạch Trà sẽ đá ngay sau đây. Ngay sau đây bạn ạ. Cơ hội, Quang Yên đi bóng tốt. Pha phóng kịp thời của cầu thủ bên phía FC Cao Đẳng Sư Phạm. Sẽ có pha đá biên dành cho các cầu thủ FC Tuần Giáo. Trọng tài Vũ Hoàng cũng có một ngày làm việc hết sức vất vả khi tốc độ trận đấu đẩy lên rất cao các bạn ạ. Từ lúc trọng tài lỗi quay đến giờ, tốc độ trận đấu chưa hề giảm nhiệt một tí nào. Pha sút bóng rất không tốt của Phong Pi. Trận đấu này làm tôi nhớ lại những trận đấu mà có FC anh em đã ở giải League A, giải cao nhất của nó tỉnh nhà tranh cúp Hà Hiền năm 2019. Những trận đấu có FC anh em tốc độ trận đấu đều đẩy lên rất cao. Cơ hội. Tiếc quá các bạn ơi, cầu thủ áo số 2 Lô Hiền đã không chủ động tình huống rồi. Phá bóng tốt của trung vệ. Lô Thị Ngân. Vẫn là Lô Ngân. Một lần rất tự tin kỹ thuật mình. Lô Ngân chuyền bóng tốt. Cơ hội. Sút. Không qua được một cầu thủ Cao Đẳng Sư Phạm. Lô Thị Linh. Tiếc quá các bạn ơi. Lô Thị Linh nhẹ ra em nên nắn nốt chuyền bình tĩnh. Thì cơ hội sẽ mở toang cho tiền đạo bên phía mình. Phong Pi. Phong Pi đã sử dụng chân không thuận để phá bóng. Lô Thị Ngân. Đi bóng tốt. Cơ hội sút. Không vào. Một pha đi bóng và sút bóng dũng mãnh của hậu vệ bên phía FC Tuần Giáo. Có lẽ là Lò Thị Quý nhưng bóng đi rất không chính xác. Lò Thị Linh. Tiếc quá các bạn ơi, cầu thủ mới vào sân. Thủ mới vào sân bên phía Cao Đẳng Sư Phạm đã không chủ động trong tình huống vừa rồi. Đi xuống. Có lẽ là Phạm Thị Ngọc Anh chăng? Sút. Sẽ có pha lẻ bóng đen dành cho thủ môn bên phía FC Cao Đẳng Sư Phạm. Vâng, bạn tới biên có nói cố lên Điện Biên. Vâng, và Tùng Tây Bắc nói bình luận viên cố lên. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Vâng, tôi phải hết sức cố gắng mới có thể bình luận được trận đấu này. Trận đấu diễn đà hay quá và tốc độ cao quá các bạn ạ. Cơ hội đã đây. Lô Thị Duyên chuyền bóng đi. Tiếc quá, Lô Thị Duyên đã chuyền bóng lỗi các bạn ơi. Không hiểu vì sao em lại chuyền bóng lỗi trong tình huống rồi. Lô Thị Ngân. Nó thì gần đi bóng rất quyết tâm các bạn ơi, nó gần. Các cầu thủ Tuần Giáo đang muốn cho bóng vào cuộc nhanh nhất và ra sút. Và đi bóng bằng chân phải và sút bóng bằng chân trái của cầu thủ mã số 9 Quang Hiến, rất đáng xem các bạn ạ. Và đi bóng rất hay các bạn ơi. Rất hay các bạn ạ. Sẽ pha đá phạt góc bên phía cánh trái thường tấn công của cầu thủ FC Tuần Giáo. Cầu thủ FC Tuần Giáo chưa muốn dừng lại. Tỷ số 2-1 và tỷ số rất mong manh. Vâng, bạn Cà Thái An nói cố lên Ngân ơi. Có lẽ bạn ấy cổ vũ cho bạn Lò Ngân số 22 đội trưởng bên phía FC Tuần Giáo rồi. Tiếp tục là quả đá phạt góc. Cầu thủ FC Tuần Giáo đang hãm thành rất nhiều. Phong Pi phá bóng dứt khoát. Một trung vệ thì lên phá bóng như vừa rồi. Trung vệ thì càng đưa xa bóng ra khỏi khung thành đội nhà càng tốt. Phá can thiệp kịp thời, cứu ơi. Lò Thị Quý. Bóng đang cuộn xoáy. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Quyền đá bóng nên thuộc về thủ môn bên phía FC Cao Đẳng Sư Phạm. Như vậy đã có dấu hiệu ra người rồi. Thay người, vâng. Một cầu thủ có lẽ là số 10 Lò Thị Duyên đang về chăng? Lò Thị Duyên. Rất nguy hiểm. Lần này thủ môn bên phía Cao Đẳng Sư Phạm đã ôm gọn trái bóng. Bóng đang cuộn lên trên. Một mình cầu thủ áo số 3 Hoài Anh. Cầu thủ Ngọc Anh các bạn ạ. Cầu thủ này áo hơi mờ lên, có lẽ tôi đoán là Ngọc Anh, cầu thủ mới vào sân thôi. Và giờ tôi đã nhìn thấy rất nhiều những quả tim, những tiếng cười trên livestream và cảm ơn các bạn rất nhiều. Hy vọng các bạn hãy xem, chia sẻ thật nhiều trên trang cá nhân, trang nhóm để bóng đá nữ chủ chúng ta
ngày càng phát triển. Mỗi hành động nhỏ của các bạn đều góp phần giúp quảng bá cho bóng đá nữ. Lo Thị Duyên, pha sút bóng bằng mũi các bạn ạ. Cơ hội, Ngọc Anh đã không tận dụng được tình huống vừa rồi. Bóng vẫn trong sân. Ngọc Anh, một mình Ngọc Anh chống chọi với hai cầu thủ bên phía FC Tuần Giáo. Chuyền bóng tốt, Lo Thị Gần. Lo Thị Gần thi đấu hay quá các bạn ạ. Đi bóng với chân phải, đập nhả rất hay. Cơ hội, sút. Pha sút bóng từ quá xa, có lẽ Lo Thị Gần nên chuyền cho cầu thủ mang áo số 2 nào. Lo Hiền thì sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Thì em hơi ham bóng trong tình huống vừa rồi. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều, các bạn đã thả những quả tim yêu dấu, vâng, đang ủng hộ bóng đá nữ, vâng, rất cảm ơn các bạn, vâng. Các bạn hãy chia sẻ thật nhiều đi để tất cả các bạn nữ từ ở Mường Nhé như A Ba Trải, Len Su Xìn, Xín Tàu, Sen Thượng đều xem được, hay các bạn ở trong Điện Biên Đông như Mường Nhà, Mường Nói, Mường Luân, Luân Rói đều có thể xem được, tôi rất mong nhờ như thế. Trở lại trận đấu, lúc này số 5 Đường Thị Thảo đá bóng, chuyền bóng tốt. Ngay lập tức thì một cầu thủ bên phía FC Cao Đẳng Sư Phạm đã sát rất kịp thời. Có lẽ là ban lãnh đạo các thủ FC Cao Đẳng Sư Phạm sẽ có sự thay đổi nhân sự trong vài phút tới. Theo tôi để ý là cầu thủ Khánh Hòa sắp vào sân thì phải. Và trận đấu vẫn tiếp tục. Lo Thị Gần rất bình tĩnh, đi bóng tốt, chuyền bóng tốt. Đường Thị Thảo cơ hội ở đây, tận dụng được không, sút. Rất hay các bạn ơi. Chỉ tiếc là quả bóng không vào khung thành mà thôi. Một pha sút bóng bằng lòng trong chân phải, bóng xoáy đi chạch cột trong căng gấp. Số 21 Nguyễn Thị Hòa vào sân. Như vậy là bên phía các đại sư phạm đã có sự tăng được người. Cầu thủ số 3, số 3 Ngọc Anh đã được cho ra nghỉ. Và số 2 cầu thủ Khánh Hòa, Cà Thị Hòa, Cà Thị Khánh Hòa đã vào sân. Một cái tên làm tôi gợi nhớ đến đội bóng Khatoko Thanh Hòa. Ở Khánh Hòa cũng có đội bóng phủi rất hay, là đội bóng Futsal phủi Salet Khánh Hòa. Và bên mặt về bộ môn bóng chuyền có đội Salet bóng Khánh Hòa đánh rất hay các bạn ạ. Bóng Lan Lam Khánh Hòa thì lúc này đang buộc phải đá dài hạng nhất. Lô Thị Linh, và thi đấu lăn xả của Lô Thị Linh. Sút, một pha sút bóng rất cố gắng của đội trưởng Lô Thị Linh, bóng đã đi không chính xác. Cho anh với cái ghế nhựa đấy. Lô Thị Hiền, cơ hội, Lô Thị Duyên đi bóng tốt, một pha đi bóng bằng lòng chân phải trong tay. Như vậy là trọng tài Vũ Hoàng đã xác định là đã có pha phạm lỗi của một cầu thủ bên phía FC Tuần Giáo. Lô Thị Duyên đã đi bằng bóng bằng lòng trong chân phải rất kỹ thuật và các một cầu thủ Tuần Giáo đã phạm lỗi. Chúng ta chờ xem những đôi chân của các cầu thủ FC Cao Đẳng Sư Phạm sẽ thể hiện tình huống như thế nào. Những bộ óc của những cô giáo tương lai. Chúng ta chờ xem. Các thủ FC Cao Đẳng Sư Phạm cần phải tận dụng đứng trước bóng này, đội trưởng Lô Thị Thùy Linh. Sút! Không qua được rào. Lô Thị Linh đã mang về cho đội nhà một quả đá phạt góc bên phía cánh phải theo hướng tấn công của cầu thủ FC Cao Đẳng Sư Phạm. Vâng, bạn Trần Linh nói Dũng Linh không đá không? Vâng. Nhớ đây rồi, FC Tuần Giáo có lên bạn Lâm Thị Diệp bao giờ thì kết thúc trận này ạ? Vâng bạn ơi, trận này đã 50 phút. Trận này đã 50 phút bạn ạ. Như vậy là trở lại trận đấu thì một cầu thủ bên phía Cao Đẳng Sư Phạm đã dùng tay chơi bóng. Trọng tài Vũ Hoàng không ngần ngại rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ Phompi, trung vệ thòng bên phía FC Cao Đẳng Sư Phạm. Cố tình dùng tay chơi bóng, trọng tài Vũ Hoàng yêu cầu các thủ FC Tuần Giáo thực hiện lại quả đá phạt. Vâng, xin chào bạn Cường Rô, Cường Rô chàng trai của FC DBF đang đá giải hạng nhì sân 7 rồi. Vâng, rất cảm ơn các bạn. Bạn Yến Nhi, Quang Cuốn, bạn Nguyễn Đức Hiếu nói rất nhiều comment đá xong uống bia chắc khỏe vắng. Vâng, chính xác đó bạn ơi. Bạn Hà Giang nói Tuần Đáo trai gu, Trần Linh cố lên Điện Biên Phủ. Vâng, rất hay, rất nhiều các bạn comment. Vâng, bạn Phạm Bảy, vâng Phạm Bảy chàng trai thủ môn của FC Hiệp Nam rồi, lâu quá không nghe thấy tiếng bạn rồi. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Vâng, khi tôi còn đang comment bạn Phạm Bảy thì một cú sút chìm và sút bóng căng như kẻ chỉ thế rồi, tiếc rằng quả bóng không vào phía khung thành thôi. Và sút bóng rất hay các bạn ạ, một lực sút rất hay, ý đồ tốt. Như vậy là các thủ FC Tuần Giáo chuẩn bị sút tay gôi. Phompi, Phompi rất cố gắng, rất cố gắng. Phompi đã lao cả vào khu vực của quay phim rồi nhưng em không làm sao cả. Phompi có thân hình cũng như dáng người rất giống một nam nhân. Lô Thị Quý, Lô Thị Quý không qua là đội trưởng Thùy Linh.
Tốc độ trận đấu không hề giảm nhiệt một tí nào các bạn ạ. Tôi hy vọng là các em biết phân phối sức để không cầu thủ nào bị chuột rút hoặc không bị cầu thủ nào bị chấn thương. Pha đá biên, Lo Thị Ngân chuyền bóng tốt, không qua được cầu thủ mang áo số 11 bên phía các cầu thủ Cao Đẳng Sư Phạm. Cầu thủ số 11 mặc dù nhỏ con nhưng mà thi đấu rất cố gắng. Lo Thị Thảo, vẫn là Thị Thảo chuyền về sút rất hay các bạn ơi. Một pha lập công quá hay của Thương Thị Thảo và cầu thủ mang số 9 Quang Hiến đã tung sút trái phá tung lóng lưới các cầu thủ FC Cao Đẳng Sư Phạm 3-1. Một pha thực sự là thi đấu tấn công quá hay của thủ FC Tuần Giáo. Một pha lá đại bác tung lóc lưới các thủ FC Cao Đẳng Sư Phạm. 3-1 cho các thủ FC Tuần Giáo. Chúng ta chờ xem. Poppy sút. Pha sút bóng từ rất xa và không chính xác của Poppy. FC Tuần Giáo. Vâng, bạn Anh Thị Lương nói hay quá. Vâng, xin chào bạn Ba Sông Gai, chàng trai cựu chàng trai của FC Him Nam. Vâng, bạn Phạm Bảy nói Him Nam xa tỏi bạn rồi. Vâng, với tài năng của bạn Phạm Bảy thì rất nhiều các câu lạc bộ sẽ chiêu mộ bạn. Tôi tin là như thế. Vâng. Vâng, bạn Ba Song An nói hay thật và chính xác quá hay các bạn ơi. Bạn Hưng Libero Tuần Giáo đá tuyệt vời. Vâng, khi nói về Tuần Giáo thì giải vô địch bóng đá phủi Tuần Giáo vừa mới kết thúc vào cuối tháng trước thôi. Cũng các bạn phủi Tuần Giáo cũng làm live stream và các bạn đá quá hay các bạn ạ. Lần đầu tiên phủi một huyện của tỉnh nhà có thể làm được truyền thông rất hay. Cơ ơi, có vào không? Qua chuyền bóng ngơi luôn cầu thủ mang áo số 12 các bạn ơi. Các cầu thủ FC Cao Đẳng Sư Phạm. Cơ hội nào đây? Cầu thủ mang áo số 7 vẫn còn trong sân rất cố gắng. Lỗ thế này không có Quang Yến rất khôn khéo. Chuyền bóng tốt, nước Lỗ Thế Cần sút. Và thi đấu chạy chiếu và quyết tâm của cầu thủ mang áo số 21 Khánh Hòa. Phong Vi vào không? Sút. Không vào các bạn ơi. Đối mặt thủ môn thì Phong Vi sút không vào được các bạn ơi. Tiếc quá một chút nữa thôi thì các cầu thủ Cao Đẳng Sư Phạm có thể ghi được bàn thắng. Poppy không qua được. Cơ hội. Bóng đang lộn xộn trước khung thành. Sẽ có pha trọng tài của xác định sẽ có pha lém bóng lên dành cho thủ môn bên phía các thủ Tuần Giáo. Một trận đấu thực sự là rất hay các bạn ạ. Bóng đá nữ mà các bạn ấy đá khỏe như thế này thì thực sự là đến bóng đá nam các bạn cũng phải lề. Cầu thủ Tuần Giáo đang triển khai lối đá rất mạnh đạt. Chuyền bóng tốt. Rất tự tin kỹ thuật của mình. Bóng đã đi hết đường biên dọc của quyền đá biên thuộc về phía các thủ FC Tuần Giáo. Lo Thị Thùy Linh chuyền bóng tốt. Poppy không qua được trung vệ bên phía các thủ FC Tuần Giáo. Lúc này thì ban lãnh đạo các thủ FC Cao Đẳng Sư Phạm đã có thay đổi chiến thuật khi đẩy Poppy trung vệ Thòng lên đá tiền đạo cắm. Poppy. Poppy đang cắm nghĩa. Một pha phá bóng tốt của một trung vệ bên phía các thủ FC Tuần Giáo. Sẽ có pha đá gật góc dành cho các thủ FC Cao Đẳng Sư Phạm. Trận đấu đang trôi đến phút thứ 43 và tỷ số này vẫn là 3-1. Pha bóng rất tốt, cơ hội. Số 9 Quang Hiến. 2-3. Rất bình tĩnh. Đi bóng tốt, vẫn là Quang Hiến đang tìm đồng đội, chuyền về rồi. Lo Thị Ngân. Đi bóng rất khôn khéo qua được một cầu thủ rồi. Pha phá bóng tốt của Lo Thị Tử Linh. Poppy rất khó khăn để khống chế bước một trong tình huống vừa rồi. Vâng, bạn Trương, Trương DG, Tuần Giáo đá hay quá. Vâng. 18 tiêm bổ ý anh. Anh chỉ cần cái nhựa thôi mà. Lương Thị Thảo chuyền bóng không đến được cái chân của một đồng đội của mình. Nhìn hạ đây. Pha phá bóng rất dứt khoát. Số 4 Lương Duyên. Lo Thị Quý. Lo Thị Quý lúc này đang mặc áo chiếc áo số 1, chiếc áo hay thường dành cho thủ môn. Cơ hội Poppy tận dụng đi. Sút. Poppy hơi chậm các bạn ơi. Tiếc quá, có lẽ em đã thấm mệt rồi. Poppy đã bung rất nhiều sức trong trận đấu này. Cầu thủ này chơi nổi bật nhất bên phía các thủ FC Sư Phạm đến giờ phút này. Lo Thị Quý đi bóng tốt. Một trung vệ như Lo Thị Quý rất tự tin vào kỹ thuật của mình. Sẽ có pha đá biên dành cho các cầu thủ FC Tuần Giáo. Vâng, như vậy tôi để ý là cầu thủ mang áo số 4 là Lương Duyệt đã phải xin nước vào. Cũng dễ hiểu thôi khi tốc độ trận đấu diễn ra cao quá các bạn ạ. Các em mất nước cầu liều hết sức đáng cảm thông.
Trọng tài Vũ Hoàng yêu cầu các thủ SC Cao Đẳng Sư Phạm thực hiện lại quả đá biên. Vâng, bạn Thảo Con nói Tuần Giáo mạnh quá rồi, chính xác rồi bạn ơi. Theo nhận định của rất nhiều các chuyên gia và các bạn khán giá thì FC Tuần Giáo sẽ là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Mặc dù họ chưa đá xong trận đấu này các bạn ạ. Lo Thùy Linh. Tốt ơi. Pha phòng cũng tốt. Trả ngất kìa. Lo Thị Ngân. Trả lại. Rất tự tin kỹ thuật về chuyền bóng về. Lo Thị Quý. Rất hay Lo Thị Ngân. Những cô gái người Thái bên phía các cầu thủ FC Tuần Giáo thi đấu hay quá. Ý đồ tốt, cầu thủ vào số 4 Lương Duyệt. Chuyền bóng tốt, chi bóng không đến được chân của đồng đội mình. Lương Duyệt. Chuyền bóng tốt và đập nhà rất tự tin. Số 7 Lương Thị Thảo rất khéo léo. Những cô gái người Thái vừa khỏe vừa kỹ thuật thì thực sự quá lợi hại các bạn ạ. Ngân kia. Lần này thì cầu thủ áo số 12 bên phía các đảng sư phạm là Mao Thị Hà đã cản phá bóng tốt trong tình huống rồi. Trận đấu đang trôi về những phút cuối và tình huống này vẫn là 3-1 nghiêng về phía FC Tuần Giáo. Lo Thị Quý. Đường Thị Duyên. Rất khó khăn cho tiền đạo bên phía các thủ FC Cao Đẳng Sư Phạm. Và bạn Tiếp Bo nói thích mỗi anh bình luận. Vâng, xin cảm ơn bạn rất nhiều. Vâng. Vâng, thực sự cảm ơn bạn rất nhiều. Vâng. Tôi trận đấu sẽ diễn ra như nào tôi sẽ bình luận đúng như thế bạn. Tốc độ trận đấu mà căng như dây đàn hoặc là cao như lốt bổng thì tôi sẽ bình luận đúng như vậy. Và trận đấu ru ngủ thì tôi sẽ bình luận. Khi toàn tôi còn đang nói chuyện về comment với khán giả thì Nước Thiên Tào cầu thủ mới vào sân đá thủ cú sút chân trái bóng đá sâu kim cả thủ môn về phía các thủ SC Cao Đẳng Sư Phạm. 4-1 cho các thủ SC Tuần Giáo. Có lẽ là chỉ có điều tân kỳ thì các cầu thủ SC Cao Đẳng Sư Phạm mới có thể gỡ hòa trong trận đấu này. Một chiến thắng gần như đã bỏ túi trong túi các thủ SC Tuần Giáo rồi. Một thế trận tốt, một tỷ số cách biệt của SC Tuần Giáo. Mít Ngọc ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1. Như vậy là cầu thủ số 7 Mít Ngọc các bạn ạ. Vâng, em lấy tên Mít Ngọc có lẽ là vừa là tên Hoa Khôi là vừa là trong tiếng Anh là từ Mít Sơ rồi. Vâng, cô gái chưa chồng Mít. Vâng, chính xác rồi. Nhưng bạn ấy viết sai tính chính tả. Vâng, tiếng Anh viết chữ Mít phải là MRS. Vâng, nhưng bạn thích viết chữ Mít. Vâng, Mít Thảo đã ghi bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 4-1. Vừa xinh đẹp vừa đá bóng hay thì thực sự sẽ rất nhiều nam nhân, những anh chàng trai trẻ sẽ rất hâm mộ các bạn ạ. Bên ngoài được biết thì đội trưởng số 10 bên phía SC Tuần Giáo cũng đang thúc giục đồng đội mình. Cô làng kính cận số 10 là Thanh Thanh. Vâng, Thanh Thanh ra nghỉ nhưng cũng rất thúc giục đồng đội mình. Các cô gái vừa xinh đẹp vừa đá bóng hay thì chắc chắn là ngoài đời sẽ rất nhiều các bạn nam nhân hâm mộ rồi. Lo Thị Ngân. Lo Thị Ngân đã lùi về rất sâu để hỗ trợ hàng phòng ngự của đội mình. Vâng, bạn Lo Thị Hiền nói Hà đã hay quá. Vâng, Đường Văn Quang chơi thế thì ai chơi lại được. Tuần Giáo ơi, chính xác rồi. Rất khó khăn cho các đội phạm. Các cầu thủ Tuần Giáo không hề muốn dừng lại. Lương Thị Thảo chuyền bóng tốt. Lo Thị Ngân. Rất vất vả cho các cầu thủ FC Cao Đẳng Sư Phạm. Poppy rất khéo léo. Tuy nhiên một mình Poppy, một cánh én nhỏ thì không thể làm nên mực mùa xuân các bạn ơi. Một mình Poppy thì không thể nào có thể đi được 3-4 cơ hội. Lo Thị Ngân vào không? Không vào. Lo Thị Ngân đã sút không được. Mít Ngọc tiếp tục là pha sút bóng. FC Tuần Giáo có sự thay đổi người. Số 9 Hoàng Hiền ra sân, số 14 Lò Thị Lệ. Các tổ FC Tuần Giáo đã rất là giữ chân thủ con rồi. Lò Thị Thảo đã, số 9 là Quang Hiến ra sân rồi. Và số 14 Lò Thị Lệ vào sân. Lò Thị Lệ đang thi đấu trên hàng công của các tổ FC Tuần Giáo. Trận đấu đang trôi về phút cuối rồi. Trọng tài Vũ Hòa đã nhìn đồng hồ rồi. Như vậy là có 2 phút bù giờ. 2 phút cho những cố gắng của các thủ SC Cao Đẳng Sư Phạm. Lo Thùy Linh, cơ hội sút. Sút không. Không vào các bạn ơi, cầu thủ mang áo số 14 Lo Thị Lệ vừa vào sân đã có một cơ hội để ghi bàn. Tuy nhiên em hơi chất chiêu, hơi cầu toàn cho tình huống rồi. Chưa bóng vào. Rất nguy hiểm, một pha đá phạt góc không khác gì một cú sút từ xa các bạn ơi. Hiện nay thi đấu giai đội FC Sư Phạm và FC Tuần Giáo. Vâng, bạn là số của Tuấn Anh, số 7 nói Tuấn, số 7 Tuần Giáo là Hà chứ Át. Vâng các bạn ơi, chính xác là bạn ấy đăng ký số 7 là Mít Ngọc bạn ạ. Chính bạn này đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1. Một pha vào bóng rất sát của cầu thủ số 1 Lo Thị Quý đối với Poppy.
Phong Phi thực sự là ngôi sao sáng nhất của các thủ SC Cát Tường Sư Phạm. Em thi đấu rất nhiệt tình, sức khỏe tốt, thể hình tốt, thi đấu không ngại va chạm. Đó thì Quý, những pha chuyền bóng rất tự tin của SC Tuần Giáo. Đó Thủy Linh, một pha đá bóng từ rất xa rồi Thủy Linh. Số 27 là Thủy Linh ra sân. Số 4 đội trưởng Lô Thủy Linh đã được cho ra nghỉ rồi. Và cầu thủ 394 Lô Thị Dân. Lô Thị Dân đã được vào sân rồi. Một ngày thi đấu vất vả của đội trưởng Lô Thị Duyên. Lô Thủy Linh đang thi đấu hết sức cố gắng. Trận đấu chỉ còn tính bằng giây thôi các bạn ơi. Lô Thị Ngân chuyền bóng tốt. Các thủ SC Tuần Giáo không hề muốn dừng lại. Lô Thị Ngân rất cố gắng, có không thể nào cứu bóng trong tình huống vừa rồi. Vâng, các bạn là Phú nhỏ có nói 14, Lô Thị Lệ cố lên. Vâng, số 7, vâng. Còn Lô Thị Lệ với vào sân. Lô Thị Lệ đang đá cao nhất trên hàng công của SC Tuần Giáo. Lô Thị Lệ, bóng vẫn còn trong sân. Số 4, Lương Duyên. Bóng đã đi hết đường biên dọc, quyền đá biên thuộc về SC Tuần Giáo. Lương Duyên ngay lập tức SC Cao Đẳng Sư Phạm vây rát. Cầu thủ SC Tuần Giáo cướp được bóng rồi. Không có bóng SC Cao Đẳng Sư Phạm bóng các bạn ạ. Vâng, trận đấu chỉ còn tính bằng giây thôi bạn ơi. Văn Lành Thị Nương hay quá, hiện đang hay quá. Vâng, tiếng còi trọng tài Vũ Hoàng đã kết thúc như vậy trận đấu 4-1 cho cầu thủ SC Tuần Giáo. Vâng, người ta nói là đầu có xuôi đôi có luật. Vâng, như cô giáo, cái Tuần Giáo đang nhảy muốn mừng, như thể họ đang vừa đăng quang trước vô địch. Quá cảm xúc các bạn ơi, quá cảm xúc. Và rất hân hoan tinh thần chiến đấu SC Cao Đẳng Sư Phạm. Huấn luyện viên trưởng Hoàng Hiến, người thầy giáo của Cao Đẳng Sư Phạm cũng đang an ủi động viên các đồng đội của mình, các em, các con cưng của mình Cao Đẳng Sư Phạm. Và SC Tuần Giáo đá hay quá các bạn ơi. Và ngay sau đây các bạn đừng rời xa màn hình để chúng ta đến với trận đấu tiếp theo của buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, chúng ta hãy đừng rời xa màn hình và cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều.